mừng tất cả quý vị cùng quay trở lại với Bố Là Tất Cả, với vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Và kính thưa quý vị khán giả, ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với số điểm là 1 điểm. Nếu như hai bố con hiểu ý nhau, trả lời đúng được cái câu trả lời của chương trình thì chúng ta sẽ được 1 điểm. 5 câu hỏi có nghĩa là 5 điểm. Em hy vọng là hai bố con của mình sẽ giành được cái số điểm cao nhất của chương trình là 5 điểm luôn nha. Nói chung là ngày hôm nay thấy bố Dũng với lại bé Bảo Hơn là cười tươi rồi hiểu nhau từ vòng 1, nó hiểu rất là hiểu không? Hai bố con mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Thôi ơi, rồi bây giờ em với anh mọi người té ra một nơi. Đi nè. Té ra một nơi nè. Bây giờ phần thi của hai bố con bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, môn thể thao yêu thích của bố là môn gì? Dạ, cầu. Bé thích đi biển, bố ghi tùm lum cho mày hết đây nè. Bé nói cái môn bố thích và bé không ghi, bé ghi môn khác. Cuối cùng với cái sự nói chung là thuyết phục của em, bé đã quyết định ghi môn bố thích. 3, 2, 1 Dơ bạn. Bóng đá. Hồi nãy là bé có ghi bóng đá, xong rồi bé ghi đi bộ, xong rồi không biết sao bé xóa hết hai cái. Trời ơi, tiếc quá ha. Nhưng mà lúc nãy là bé có ghi bóng đá nha. Trời, tiếc ghê luôn. Con thôi cho phân điểm vân. Luôn không? Cho điểm. Nói chung là nếu mà một đáp án là bóng đá và một án đi bộ thì chúng ta sẽ rất tiếc hai bố con không ghi được điểm rồi. Không sao hết. Thực sự em lại muốn cho điểm lắm nhưng mà đây đáp án không có đúng. Thôi dùm tới hình đi. Hình đi nha. Hình đi. Hình ở đi. Câu hỏi hình này thì rất là đơn giản thôi. Rồi bây giờ xin mời bố Dũng cho tấm hình nha. Hình này có hai chữ nha. Chúng ta có ba phương tiện giao thông nhé. Phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy và phương tiện giao thông trên trời. Còn một phương tiện giao thông gì nữa? Mà nó kêu xình xịch xình xịch. Cái ra sao mà bốc khói lên nữa đó. Xình xịch xình xịch. Nhớ không? Xe lửa. Chúc mừng con, đó là xe lửa. Trời ơi. Hay quá. Màu sắc nào bé yêu thích nhất? Trời ơi. Wow. Chắc chưa? Wow. Con có chắc là bố biết cái màu này không? Chắc là mình bắt đầu dỡ bảng nha. Em thấy màu này nó hơi lạ đó nha. 4 3 2 1 dỡ bảng. Trời hay quá. Hết hồn. Em tưởng màu hồng. Mỗi lần thấy bé coi trên giải trí, thấy bé hay coi mấy chương trình về trang điểm này kia đó. Thấy có lần thì bé kêu thích màu này, có hỏi thích cái gì bé thích màu da lên. Nhớ là vậy. Thích màu da vậy ở nhà mình có cái đầm nào màu da không? Dạ không. Bố phải mua ngay đó. Ý của cô là chỉ có một nhiêu đó thôi đó. Với cái phần trả lời này, hai bố con vừa có một điểm là được 2 điểm. Giờ tới câu hỏi hình đi anh. Tiếp tục anh vui vẻ thì chúng ta sẽ câu hỏi hình. Câu hỏi hình vẫn như cũ nha. Bố Dũng sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng nha. Hai từ luôn. Một loại trái cây mà Hân nhất thích mà bố mẹ hay đi chợ hay mua con để chấm cho muối đó. Hai từ nó màu hồng hồng. Cách đây 4 ngày bố mẹ đi chợ mua cho con đó. Là trái mận. Trái mận. Mới 4 ngày đi mua sao quên được. Vâng, và với đáp án trái mận này thì hai bố con đã có thêm được 1 điểm là 3 điểm rồi. Bây giờ tới câu hỏi chữ nè. Đó, hai bố con nghe kỹ nha, cô lại sẽ đọc rất là chậm thôi. Địa điểm du lịch mà gia đình thích đến nhất vào kỳ nghỉ cuối tuần. Bé nói với em là con thích lắm đó nha. Cái chỗ này là bé thích lắm. Lắm nha. 5, 4, 3, 2, 1 Giơ bảng. Siêu thị. Nha Trang. Chắc là cái này bé thích hơn. Mới này... năm ngoái năm nào ta mới đi Nha Trang chắc là bé nhớ lại. Nhà bé mới kiện, nói nhà có điều kiện cuối tuần nguyên gia đình kéo nhau đi Nha Trang xong về. Không, em thấy hình như nhà khác có điều kiện là chỉ có đi siêu thị và đi Nha Trang thôi. Em biết là đi siêu thị mua đồ đi Nha Trang. Mà nãy bé nói nhỏ con thích lắm. Thích lắm. Nó nhỏ tay con thích lắm. Thích lắm kìa anh Dũng. Anh cái dịp gia đình mình đi Nha Trang gần nhất là khi nào ạ? Hình như mùa hè năm ngoái đó cơ. Con thích đi Nha Trang vì sao nè Bảo Hân ơi? Nói thiệt lòng nè. Tại vì Nha Trang có biển và có mấy trò chơi bảo hiểm con thích lắm. Ôi, con gái mà thích chơi bảo hiểm á. Vậy giờ coi nếu mà đi Nha Trang á, thích đi biển rồi biết bơi không? Dạ biết. Mình biết bơi gì nè?
Dạ bơi ếch, bơi lội. Bơi lội. Bơi lội. Bơi lội là chung chung. Vậy là bơi ếch. Giỏi hơn cô Lan rồi. Cô Lan chỉ biết bơi ốc thôi. Vậy là trải qua 5 câu hỏi, hai bố con được 3 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp bố con tiếp theo nha. Xin mời bố Tý và bé Ngọc Hân. Với bố Văn Tý và bé Ngọc Hân với vòng 2 tâm ý tương thông này. Rồi bây giờ hai bố con sẵn sàng rồi đúng không ạ? Sẵn sàng. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Theo con, vật dụng không thể thiếu của bố là gì? Lúc nào bố cũng sẽ hay dùng. Con thấy là con thường dùng để là... Rồi một hồi nữa mình giải thích sao? Một hồi mình giải thích sao? 3, 2, 1 với bạn. Điện thoại. Đồ sửa tivi. Trong đó là có mẹ luôn. Dạ bởi vì khi mà bởi vì mỗi ngày ba con lúc nào cũng có để có khác để nhờ ba con để sửa đồ của họ và mua đồ của họ lên con nghĩ là sửa tivi. Vậy là bé rất tinh tế đó anh. Lối suy nghĩ của hai người nó hơi khác nhau tí xíu thôi. Nhưng mà trân trọng cái câu trả lời này rất là hay. Hay nhưng nha, mặc dù nha. Không đúng là không sao. Mới câu hỏi đầu thôi. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Mình còn 4 câu sau nữa. Rồi, bây giờ tới là con hỏi hình đi. Con hỏi hình này cũng dễ dàng lắm. Dạ, chú ý nha, chú ý nghe bố nha. Xin mời anh Tý, mời anh. Màu vàng mà nó có nhiều cánh. Hoa này không biết là bé đã từng thấy bé nhiều chưa anh? Bé đã từng thấy chưa anh? Nó mọc ở vùng nào? Chắc chưa thấy rồi. Chưa thấy bao giờ hả? Hơi tiếc. Hoa màu vàng. Hồi nãy bé có nói là chết rồi cô ơi, hoa con không biết nhiều. Vậy hả? Vậy thì mình dùng cái từ khác để mình gợi ý cho bé đi anh. Bình thường nếu như mà ví dụ như mình có làm sai đó, bố sẽ phạt con là phạt gì? Con phải ra ngoài ngủ chỗ khác. Ngủ chỗ khác. Ngủ chỗ khác. Ý là thường những cái hình phạt này nhẹ, ví dụ như là ngoài đánh nè, hay là có bắt cái gì mà đó. Cái này gọi là gì? Con sai rồi, bố ơi, con sai rồi. Là cái gì? Rồi, là cái gì này là gì? Quỳ. Đúng rồi, cái từ cuối cùng. Đúng được một từ. Từ ở giữa, con tìm đúng từ giữa đó con. Hoa, cố hoa lên. Gì quỳ nè. Đúng rồi. Cái gì mà người ta gọi là cái chứ dối xong rồi đến cái gì con? Thường ví dụ như người ta hay có cái từ là gian dối đúng không? Rồi bây giờ còn có cái từ mà giống như gian dối là cái gì? Cái gì dối? Giả dối. Đúng rồi, bây giờ mình kết hợp là kết hợp hoa giả dối. Hồi nãy chú mới làm gì ở đây nè, nhớ không? Quỳ. Rồi đáp lại nè. Bây giờ chắc chắn thôi nha, một lần nữa thôi nha. Lần cuối cùng nè. Hoa gì? Hoa gì quỳ? Giả quỳ. Trời ơi. Đó là một đáp án làng xóm dòng họ nội ngoại khắp nơi nhắc cho bé, đó là hoa giả quỳ. Trời ơi. Nãy giờ là coi như là tụi em vắt hết sức lực, kiệt sức luôn anh đó. Lần đầu tiên có, chưa có tiền lệ luôn. Thiệt luôn. Thấy thương hai bố con quá. Cho em hỏi là câu này mình có xe điểm với MC không ạ? Chưa anh được, cũng phần thưởng anh chia bớt giùm tụi em bây giờ. Và có phải là hôm nay là con đã biết thêm một cái loại hoa mới hoa nữa nha. Bé thích đến nhất trong những địa điểm nào sau đây? Có 3 địa điểm: quán cà phê nè, rạp chiếu phim và siêu thị. Trời ơi. Đi. Giết liền. Biết ngay nơi này luôn. Tệ đến nơi này, bố hơi tốn tiền. 3, 2, 1 dơ bạn. Trời ơi, chính xác không thể nào sai được. Hỏi hình nha, hỏi hình nha. Khó hỏi hình là thấy hơi khó với anh Tý. Bởi vì anh cười không à. Thế thương ghê, bạn cố gắng lên nha. Tìm đủ một cách để làm sao cho con nói được hai cái từ khóa của chương trình là có điểm rồi. Câu hỏi hình dành cho anh Tý đó là quả gì mà quả gì mẹ hay mua, mẹ thích ăn quả đó. Nó có cái hòa hạt nó to bằng quả trứng á. Mẹ thích ăn cho nó đẹp á. Đẹp gì? Đẹp dáng. Cái ruột nó có màu gì nè? Nó có cái hột nó to mà cái vỏ màu xanh. Còn cái luật nó màu hơi vàng vàng á. Con nhớ nó mà tiếng Anh đi hả? Mẹ Hà hay mua đó con. Avocado. Bé nhớ là tiếng Anh. Đáp án cuối cùng của con đó là trái bơ. Nó lớn lên nè, đáp án cuối cùng 2, là 3. Trái thưa cô là trái bơ. Trái bơ là một đáp án. Cái gì ạ? Đúng rồi.
Bé rất là, con nhớ tiếng Anh không? Tiếng Việt không nhớ. Giỏi đó. Có nghĩa là nãy giờ em thấy cả Bảo Hưng và Ngọc Hưng đều giỏi về kiến thức nè, rồi lễ phép và kiểu như là cái tư duy cũng tốt nữa. Như vậy với đáp án đúng là trái bơ thì Bố Túy và Ngọc Hưng đã có thêm được cho mình là một điểm nữa. Và cuối cùng nè, cố lên. Việc nhà nào mà bé có thể phụ mẹ giỏi nhất? Gì vậy? Gì một cái tay nhắc nhau không biết là gì đâu. Ý là rửa tay đó anh. Không có được rồi, nói, không phải cũng được nói liền. Hoặc là kiểu như là chùi tivi. Anh thấy không? Chùi tivi. Chùi tivi. Kệ chứ Phúc, chứ Phúc nói gì kệ chứ Phúc. 5, 4, 3, 2, 1. Dơ bảng. Chết nhà rửa chén à. Sao có nghĩ là rửa chén hả? Nhưng mà có bao giờ rửa chén mà bị bể chén chưa? Dạ chưa. Ở nhà, là ăn cơm xong là con hay phụ mẹ rửa chén hả? Thỉnh thoảng à. Thỉnh thoảng mẹ sẽ rửa cho con là để con chạy xà bông. Thỉnh thoảng thì em con sẽ giúp. Vậy là chắc là bố là nghĩ là quét nhà. Tại vì bố thấy thì vẫn thấy bé hay quét nhà. Đâu. Thỉnh thoảng quét nhà thì bởi vì mẹ con kêu con lên quét nhà bởi vì chỗ đó bị dơ mà. Vậy thì tổng số điểm từ nãy giờ 5 câu hỏi thì bé Ngọc Hưng và bố Văn Tý đã có được 3 điểm.